có rất là nhiều bạn đã bình luận với mình là zona thần kinh. Zona thần kinh là dời leo, hoặc là dời leo là zona thần kinh. Hoàn toàn sai, các anh chị mình, cái đó là hoàn toàn sai. Vì vậy hôm nay mình sẽ phân tích cho các anh chị mình rõ ràng, để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về hai cái vấn đề này giữa zona thần kinh và bệnh dời leo, nó khác nhau ở chỗ nào. Xin chào các anh chị. Thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho các anh chị mình hai cái cách để chúng ta có thể trị dời leo hết 100%. Hai cách này là hai cái cách của dân gian từ xưa đến bây giờ, và những người thân, những người trong gia đình của mình, của Hải cũng đã từng sử dụng và cũng đã hết 100%. Hai cách này thì cách đây hơn một năm thì Hải cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà có một số của anh chị mình mới vào xem kênh của Hải thì chưa có thấy, cho nên là Hải hôm nay Hải chia sẻ lại cho các anh chị mình. Nhưng cái bệnh dời leo này á, cái bệnh dời leo này thì chúng ta không có biết nó đến với cho chúng ta lúc nào. Thay thì thôi gì chúng ta nên bỏ túi những cái cách này, những cách dân gian như thế này, để chúng ta nếu mà lúc nào bị thì chúng ta sẽ lấy ra, chúng ta sẽ sử dụng. Hai cách này thì nó cũng rất là quen thôi, rất là dễ và rất là quen thôi. Nhưng có một số các anh chị mình nó lại không để ý, và chúng ta sẽ không biết cách chính xác. Như vậy thì nó cũng rất là nói chung là khi mà mình bị rồi mình rất là gọi là lúng túng đó. Mà cái quan trọng hôm nay là Hải muốn chia sẻ cho các anh chị mình là cái cách chúng ta phân biệt giữa dời leo và zona thần kinh. Có rất là nhiều bạn đã bình luận với mình là zona thần kinh. Zona thần kinh là dời leo, hoặc là dời leo là zona thần kinh. Hoàn toàn sai các anh chị mình, cái đó là hoàn toàn sai. Vì vậy hôm nay mình sẽ phân tích cho các anh chị mình rõ ràng, để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về hai cái vấn đề này giữa zona thần kinh và bệnh dời leo, nó khác nhau ở chỗ nào, và nó không bao giờ có điểm giống nhau, nó chỉ có một điểm giống nhau duy nhất thôi. Rồi đi vào bài thuốc á, thì bài thuốc thì đơn giản lắm. Bây giờ Hải sẽ phân biệt cho các anh chị mình trước giữa zona thần kinh và dời leo nó khác ở chỗ nào. Thì mình sẽ phân tích cái zona thần kinh trước. Zona thần kinh là một cái bệnh, nếu ai mà chưa từng bệnh thủy đậu, bệnh thủy đậu là bệnh trái rạ đó, bệnh chưa từng bệnh thủy đậu thì sẽ không bao giờ bệnh zona thần kinh. Vì sao mà hai cái bệnh này nó khác nhau, mà tại sao nó lại nó liên quan đến mật thiết đến như vậy? Thì cái bệnh thủy đậu thì nó là do cái con gọi là cái con virus varicella zoster nó gây ra cái bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu sau khi chúng ta đã điều trị nó hết, những cái bệnh khác khi mà chúng ta điều trị hết rồi á, thì nó sẽ hết luôn, con virus nó sẽ hết luôn. Còn đằng này á, cái bệnh thủy đậu á, khi mà chúng ta trị nó hết rồi, nhưng mà cái con virus á, varicella zoster này nó còn trú ẩn lại trong cơ thể chúng ta, qua trong những cái hạch thần kinh, nó ở đó, nó trú ẩn ở đó, có thể vài tháng, vài năm hoặc vài chục năm nó mới phát ra. Nó phát ra khi nào? Khi cơ thể chúng ta bị suy nhược cơ thể, hoặc bị cơ thể chúng ta bị yếu, từ đó nó mới phát ra, và nó tấn công chúng ta từ trong ra ngoài. Nhớ là từ trong ra ngoài, trên những cái đường dây thần kinh, những cái hạch dây thần kinh mà nó đã trú ẩn ở đó. Đó là gọi là zona thần kinh. Nó gây chúng ta bỏng rát, lâu ngày thì nó sẽ gây cái đốm trắng giống như mủ. Đó là. Còn vấn đề là những người nào không bị bệnh thủy đậu thì sẽ không bao giờ có zona thần kinh ha. Đó. Nhưng mà nó có thuốc, chúng ta đã có thuốc vaccine ngừa rồi đó các anh chị mình ha. Đó là một cái sơ khởi về cái bệnh zona thần kinh. Đó. Bệnh dời leo là gì? Dời leo là cái con dời, khi mà chúng ta phơi quần áo hay bất cứ gì đó, nó đi ngang qua cái nước tiểu của nó thì nó có cái chất acid phosphoric. Nó giống như cái chất của cái con kiến ba khoang vậy đó. Đó. Ví dụ như nó bò lên người lên da chúng ta thì nó sẽ đái vào, nó sẽ tiểu vào thì nó gây da chúng ta bị bủng rợp, hoặc là nó tiểu lên quần áo chúng ta khi chúng ta mặc. Bình thường không sao, nhưng chúng ta đổ mồ hôi hay gì đó thì cái acid phosphoric đó nó bám vào da chúng ta thì nó sẽ gây bỏng rợp, và nó là từ ngoài nó bị vào, từ ngoài da nó bị vào. Còn cái con varicella zoster
con bị thủy đậu á thì nó sẽ từ ở trong dây thần kinh nó tấn công ra. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Hai cô bác chị mình ha. Đó. Thì như vậy thì cô bác chị mình đã biết sơ khởi về zona thần kinh và bệnh dời leo nó khác nhau chỗ nào. Nó giống nhau là chỉ có một điều thôi, là nó gây da cho chúng ta bị bỏng rợn, rát. Giống nhau chỗ đó thôi, còn ngoài ra tất cả đều khác nhau. Hai cô bác chị mình ha. Đó. Vậy thì những người nào bệnh chưa bệnh thủy đậu thì những người nào bệnh thủy đậu thì tất nhiên là nếu chúng ta cơ thể chúng ta nó ngoài khỏe mạnh hoài thì nó sẽ không bị. Còn nếu chúng ta bị suy nhược hoặc là bị yếu cơ thể thì nó sẽ bị. Còn những người nào không bị bệnh thủy đậu thì sẽ không bao giờ bệnh zona thần kinh. Rồi, như vậy ha. Đó là một cái chia sẻ chính xác cho các bác chị mình để phân biệt rõ ràng zona thần kinh và dời leo như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách để chúng ta có thể trị dời leo. Dời leo thôi các bác chị mình ha, còn zona thần kinh thì chúng ta sẽ trị cách khác. Còn bệnh dời leo thì hôm nay hãy chia sẻ của bác chị mình hai cách để chúng ta trị bệnh dời leo ha. Thì cũng có dân gian thì cũng nhiều cách lắm, nhưng mình chọn hai cách này vì sao? Vì nó vệ sinh và nó hợp lý và nó dễ tìm. Đó, người ở miền Trung, miền Bắc, miền Nam ai cũng có thể làm được, nhất là người ở miền Tây thì rất là dễ luôn. Đó là loại dược liệu gì? Đây này của bác chị. Thì cô bác anh chị mình biết đây là cái cây gì không? Đây là cây bông điên điển gò, điên điển cạn. Còn cây hoa điên điển nước thì thường ở miền Tây mới có thôi. Cái này là bông điên điển cạn. Điên điển cạn nó có hai loại, một là cái loại lá màu xám như thế này, lá cái màu xanh xám xám như thế này. Còn một là cái loại lá màu xanh non. Thì miễn là cái cây điên điển là được rồi ha, miễn là cái cây điên điển là được rồi. Nếu như cây điên điển dùng để trị dời leo thì hôm trước mình có chia sẻ với cô anh chị mình cách đây năm mấy rồi. Thì chúng ta sẽ lấy cái bông điên điển như thế này ha. Thì chúng ta sẽ ngắt cái bông ra nè. Đây, cô anh chị nhìn kỹ ha, ngắt cái bông này. Đây, ngắt như thế này, ngay chỗ cái mối mà chúng ta ngắt này thì nó sẽ tiết ra một cái chất nhựa. Cái chất nhựa đó chúng ta sẽ chấm vào cái chỗ mà chúng ta bị dời leo. Một hồi Hải sẽ chia sẻ cách để chúng ta chấm cho thật kỹ đó. Ở đây hãy chia sẻ sơ cỡ cho các anh chị mình đó, chấm vào. Nếu cái cây nó không có bông, hoặc nếu các anh chị mình thấy cái bông này nó ít nhựa quá, chúng ta chấm lâu quá, có cách khác. Đây là cái đọt. Đây là cái đọt cây điên điển, cây bông điên điển đúng không? Đây là cái đọt cây bông điên điển. Cái đọt non, các anh chị mình ngắt ở cái đọt non này nè. Ngắt ngang. Thì cái đọt non này nó nhiều cái dịch hơn, nó nhiều cái nhựa hơn. À, nó chảy ra nhựa, các anh chị mình lấy chấm vào cái chỗ chúng ta bị dời leo. Đó, một ngày của bác chị mình có thể chấm cho Hải từ 2 đến 3 lần như vậy. Đó. Rồi bây giờ Hải sẽ chia sẻ cho bác chị mình cái cách để chúng ta sẽ chấm cái bông điên điển vào. Khi mà chúng ta bị dời leo cái hình vòng tròn như thế này. Hình vòng tròn ha. Thì của bác chị mình chấm cho Hải là từ ngoài, chúng ta sẽ chấm vòng tròn vào, chấm dần vào. Chúng ta không được chấm ở trong mà chấm ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái acid phosphoric ấy, nó gây chúng ta bị bỏng rợp da. Chúng ta chấm ở ngoài chấm ra thì cái acid phosphoric này nó sẽ lan ra ngoài thêm nữa, thì nó sẽ lớn ra, nó loan cái vết chúng ta bị lớn ra. Chúng ta chấm ngoài chấm vào thì như vậy thì cái acid phosphoric này nó sẽ không lan ra ngoài được. Chúng ta gom vào giống như là ở miền Tây mà người ta cắt lúa mà người ta bắt chuột vậy đó. Người ta cắt bao vòng hồi còn một lẫm chính giữa, chuột vô đó nằm đó. Đó, y như vậy đó. Thì như vậy của anh chị mình cứ chấm cho Hải, cứ làm như vậy trong vòng một ngày, là trong vòng 2 đến 3 lần, trong vòng khoảng nếu nặng từ 2 đến 3 ngày, của anh chị mình có một kết quả rất là tuyệt vời, không có gì khó hết. Ngoài ra thì cũng có thuốc và cũng có nói chung thuốc bôi, thuốc uống. Nhưng mà Hải chia sẻ đây là cách dân gian, chứ Hải không có chia sẻ về cái cách thuốc tây ha. Đó là một cách khi mà chúng ta sử dụng cái bông điên điển hoặc là cái đọt điên điển, chúng ta sử dụng dời leo. Hai bài thuốc này là bảo đảm của anh chị mình là sẽ hết 100%. Rồi, đó là cách để chúng ta sử dụng hoa điên điển, bông điên điển hoặc đọt điên điển. Có thêm một cách nữa, cách thứ hai, đó là chúng ta lấy cái gì? Đó là của anh chị mình lấy cái
cái mũ, cái nhựa của trái chuối già non, trái chuối già hả các anh chị mình ha. Chuối già, chuối ở Việt Nam mình nó rất là đa dạng và phong phú, rất là nhiều loại chuối. Chuối xứ nè, chuối Simon nè, chuối cao, chuối sim, chuối già. Chuối già không phải là cái trái chuối nó đã già ha, nó mang tên là cây chuối già, ví dụ chuối già lùng hoặc chuối già hương ha, chuối già lùng hoặc chuối già hương, nó cái tên của nó là cây chuối già đó. Thì cái cây chuối già đó nó trổ ra cái, trổ ra một cái buồng chuối, cái hoài chuối. Khi mà cái trái chuối nó còn non á, cô bác anh chị mình lấy cái trái chuối non đó dạt một miếng cho nó ra mũ. Cái chuối, trái chuối non nó rất là nhiều nhựa, nhiều mũ. Lấy cái mũ đó chúng ta sẽ xức vào cái chỗ chúng ta bị dời leo, xức theo cái giống y như cái kiểu mà chúng ta chấm cái nhựa, cái hoa viên biển nè, ở ngoài chúng ta chấm xức vòng vô từ từ vô trong, còn ở trong như vậy thì nó sẽ không có loan cái axit phosphoric ra ngoài đó. Mỗi ngày của bác anh chị mình có thể chấm cho Hải từ 1 đến 2 lần, từ 1 đến 2 lần trong vòng 2 đến 3 ngày sau. Nếu chúng ta nặng thì nó khô liền, nó khô rất là tuyệt vời và không tốn tiền một cắt mà. Và khỏi cái lo lắng, bởi vì sao, bài thuốc có trong túi của bác anh chị mình rồi, bị móc ra sử dụng liền, rất là tuyệt vời. Hai bài thuốc này hết 100% đó, bởi vì người nhà mình đã sử dụng, rất nhiều người đã sử dụng, người thân mình cũng sử dụng, bạn bè mình cũng sử dụng, mình chỉ ra cho rất nhiều người, người ta sử dụng không có ai mà không hết hết đó. Như vậy hôm nay Hải đã chia sẻ cho bác chị mình hai cái cách để chúng ta trị dời leo, và cách phân biệt mà chúng ta phân biệt rõ ràng giữa zona thần kinh và dời leo là như thế nào ha, rất là rõ ràng rồi. Rồi mong rằng cái video hôm nay có thể giúp cô bác chị mình có một cái nhìn rõ ràng hơn về hai cái vấn đề này, và mong rằng cái bài thuốc, hai bài thuốc từ cái hoa điên điển, bông đọt điên điển và cái mũ của trái chuối già non, nó sẽ giúp cô anh chị mình một phần nào giải quyết được cái vấn đề dời leo. Rồi thì cảm ơn cô anh chị mình, và cuối video Hải xin chúc cô anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Nếu có vấn đề gì cần Hải hỗ trợ hoặc là tư vấn hoặc làm cái gì đó thì cứ comment dưới phần nhận xét, dưới phần bình luận, Hải sẽ trả lời tất cả những comment của cô anh chị mình. Nhưng mình xin nhắc lại, khi cô bác anh chị mình comment, cô bác anh chị mình đừng comment ở dưới comment của người khác, nhớ không? Mình comment của mình cứ comment ở trên cái comment bình thường, comment gọi là comment bình thường á, đừng có vô cái bình luận của người khác mà comment ở dưới, bởi sao? Mình không có thấy được và mình không trả lời được, từ đó rất là uổng luôn, rất là tiếc. Cô bác anh chị mình không nhận được câu trả lời của mình, dù ít hay nhiều không nhận được thì cũng rất là buồn mình. Và mình không có thấy được cái comment của bác anh chị mình không trả lời của bác anh chị mình cũng rất là buồn chứ, mình cũng rất là nao lòng, xót, bởi vì của bác anh chị mình tin tưởng mình mới hỏi mình không trả lời được, mình cũng rất là xót. Nhưng cái quan trọng là của bác anh chị mình không nhận được câu trả lời của mình thì đôi khi của bác anh chị mình nghĩ là Hải chỉ biết chia sẻ lên rồi này nọ thôi, không có trả lời, không có gọi là nhiệt tình, thì như vậy thì cô bác anh chị nghĩ nói chung là tội cho Hải. Của bác anh chị mình đừng có vào cái comment của người khác mà bình luận, cứ comment bình thường thôi, ở dưới cái video của bác chị mình vuốt lên thử coi, nó có chữ bình luận, bấm vào đó bình luận thôi ha, bấm vào đó cái bài của bác chị mình bình luận, đó là bài bình luận công khai. Còn nếu mà của bác chị mình vào cái comment của người khác và của bác bình luận trong đó, đôi khi Hải sẽ không thấy. Rồi một số lưu ý rõ như thế, phải thế thì nếu của bác chị nào xem được cái video tới đây thì cũng thông cảm cho mình ha, và chúng ta sẽ có một cái thao tác rõ ràng hơn để Hải có thể nhìn thấy được cái comment của bác chị mình. Hãy hứa của anh chị mình, nếu comment đó Hải thấy bắt giá nào Hải cũng trả lời cho các anh chị mình bằng bao nhiêu thời gian cũng được, ví dụ bằng chiều, bằng tối, khuya, 3-4 giờ khuya Hải cũng trả lời cho các anh chị mình. Hải không bao giờ bỏ qua một cái comment nào của các anh chị mình, bởi vì đó là cái lòng tin của các anh chị mình đặt cho mình, cho nên mình không bao giờ mà bỏ nó được. Rồi thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công được cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.